Trước áp lực về số người cách ly tại các khu cách ly tập trung, nhiều địa phương đã và đang áp dụng phương án quản lý người cách ly tại nhà. Một trong những giải pháp công nghệ đã được thí điểm và áp dụng cho hiệu quả tích cực là vòng đeo tay thông minh. Thực tế triển khai tại Đà Nẵng cho thấy, đây là một trong những giải pháp rất triển vọng cho việc quản lý giám sát nhiều đối tượng khác nhau, đóng góp thành công vào cuộc chiến chống Covid-19. Từ tháng 8 năm nay, nhiều trường hợp F1 tại huyện Hòa Vang đã thực hiện cách ly tại nhà hiệu quả nhờ đeo vòng tay thông minh này. Họ đeo chiếc vòng tay trong suốt thời gian 24 trên 7. Trước đó, để tiến hành đưa F1 cách ly tại nhà, các địa phương đã thành lập đoàn khảo sát kiểm tra địa điểm cách ly, bảo đảm đủ điều kiện về cơ sở vật chất. F1 và người ở cùng nhà cam kết tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế cũng như yêu cầu cách ly, không tiếp xúc với người khác.